Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Sáng ngày 24 tháng 11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng. Tại điểm cầu huyện Thanh Chương có các đồng chí Nguyễn Hải Dương, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy cùng các đồng chí là trưởng các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện. Với thời gian một ngày, hội nghị nhằm đánh giá thực trạng kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị cũng diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị văn hóa lần thứ nhất, được kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện đại hội Đảng, Đảng ta đề cập một cách toàn diện và sâu sắc đến lĩnh vực văn hóa, từ chủ đề đại hội đến các quan điểm mục tiêu, định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược. Văn kiện đại hội đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất. Chỉ rõ những giải pháp trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trước hết là tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng phát triển văn hóa từ trung ương đến cơ sở. Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về văn hóa. Trên cơ sở đó, xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa, khắc phục tư tưởng duy kinh tế, chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hóa. Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Sáng ngày 25 tháng 11, tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân, Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển Nghệ An phối hợp với Ban chỉ đạo công tác dân số huyện Thanh Chương tổ chức lễ phát động tháng hành động quốc gia về dân số hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày dân số Việt Nam, 26 tháng 11 năm 1961, 26 tháng 11 năm 2021. Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2021 được triển khai từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 với chủ đề 60 năm ngành dân số vì một Việt Nam phát triển bền vững. Thông qua đó nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, vận động và phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân về công tác dân số và phát triển trong tình hình mới. Từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, của tỉnh nhà. Trong 60 năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định dân số là vấn đề gốc của mọi vấn đề, là nền tảng quan trọng trong sự phát triển bền vững quốc gia, dân tộc. Tại Nghệ An, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác dân số các cấp, công tác dân số của Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ gia tăng dân số cơ bản được khống chế, chất lượng dân số được nâng lên, mô hình gia đình hai con trở thành chuẩn mực, lan tỏa thấm sâu trong toàn xã hội. Những kết quả quan trọng này đã đóng góp đáng kể vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và là minh chứng của sự thấm nhuần sâu sắc nội dung Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, vì chất lượng cuộc sống của nhân dân, vì sự phát triển toàn diện của xã hội nói chung và của Nghệ An nói riêng. Phát biểu tại buổi lễ phát động, đồng chí Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng, để giải quyết có hiệu quả những thách thức của dân số Nghệ An, thì các cấp, các ngành cần tiếp tục chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21 với tinh thần quyết liệt bằng các giải pháp đồng bộ để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra đối với công tác dân số và phát triển của tỉnh. Thay mặt Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Lê cũng đề nghị thời gian tới, các ban ngành địa phương cần đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt.
phát huy tính tự giác, tự nguyện và giám sát lẫn nhau của cộng đồng dân cư, nêu cao tính gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên gắn với việc xây dựng gia đình, làng bản, đơn vị văn hóa. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng dân số, chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số, kiềm chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiếp tục nâng cao chất lượng đảm bảo hậu cần dịch vụ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, hướng tới đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn và thuận tiện dịch vụ có chất lượng cho các đối tượng sử dụng. Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển đã tặng các suất quà cho 15 học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện Thanh Chương. Sáng ngày 26 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đoàn công tác của huyện đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thanh Ngọc. Tại đây, lãnh đạo xã Thanh Ngọc đã báo cáo một số kết quả trong công tác phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nhìn chung trong thời gian qua, trên địa bàn xã chính trị ổn định, kinh tế có bước phát triển khá, văn hóa xã hội thường xuyên được quan tâm, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Việc thực hiện kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của địa phương. Thanh Ngọc phấn đấu đến cuối năm 2022 về đích nông thôn mới. Hiện tại địa phương đạt 14 trên 19 tiêu chí. Các đại biểu đoàn cấp huyện đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ xã đã giành được trong thời gian qua, nêu lên một số tồn tại, hạn chế, khó khăn của địa phương, cũng như đề xuất với lãnh đạo huyện một số vấn đề mà ngoài khả năng chưa thể thực hiện. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chia sẻ khó khăn với địa phương trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các ban ngành cấp huyện từng bước giúp đỡ địa phương sớm tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu mà đại hội đã đề ra. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt công tác an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến, đổi mới phong cách lề lối làm việc, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, hạn chế các đơn thư vượt cấp. Cán bộ phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, thích ứng linh hoạt, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng đảng, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tập trung thu ngân sách để đạt chỉ tiêu được giao, đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến mỗi người dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng để vươn lên, tập trung rà soát lại các đề án để hoàn thành đúng tiến độ. Quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, quản lý tốt các công dân từ vùng dịch trở về địa phương, thực hiện tốt công tác tổng kết đảng theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt hàng tháng theo quy định số 08, chỉ đạo nhân dân tập trung chăm bón và sản xuất vụ đông, chuẩn bị tốt nguồn lực để sản xuất vụ xuân năm 2022, phòng chống dịch tả lợn châu Phi, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiểm soát công tác giết mổ, buôn bán sản phẩm từ lợn, tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Chiều ngày 25 tháng 11, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức giao ban để thảo luận, đóng góp ý kiến vào 17 báo cáo, 9 tờ trình và 10 dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện. Dự họp tại xã Thanh Đồng có đồng chí Nguyễn Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Tại đây, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo các ý kiến kiến nghị của cử tri tại các đơn vị bầu cử, rà soát đối chiếu việc thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân huyện và các nội dung chưa giải quyết tại nghị quyết số 14 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân huyện, đề xuất nội dung chất vấn và đăng ký chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân huyện, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của tổ đại biểu, xếp loại đại biểu năm 2021. Các nội dung trên gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện chậm nhất vào ngày 29 tháng 11 năm 2021 để tổng hợp. Tại điểm họp ở xã Thanh Giang, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các báo cáo như báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, báo cáo kết quả công tác đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách và các loại quỹ năm 2021, dự toán phân bổ ngân sách huyện năm 2022,
báo cáo tình hình kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, báo cáo quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Các thành viên đã cùng nhau thảo luận, trao đổi góp ý vào từng báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để tìm ra những nội dung, bố cục số liệu chưa hợp lý và cần phải chỉnh sửa kịp thời, đồng thời rà soát đối chiếu việc thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân huyện. Thảo luận để chọn lọc các ý kiến kiến nghị của cử tri để đăng ký chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của tổ đại biểu, xếp loại đại biểu năm 2021. Sáng ngày 25 tháng 11, Chi cục Thi hành án huyện đã phối hợp tổ chức cưỡng chế đối với ông Thái Bá Thống sinh năm 1966 và bà Hoàng Thị Hà sinh năm 1969 tại thôn Mỹ Lâm, xã Thanh Mỹ, buộc ông Thống và bà Hà phải trả lại cho bà Thái Thị Hải thửa đất số 11, tờ bản đồ số 60 có diện tích 1.355,6 m² theo bản án số 26 ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh. Sau nhiều lần hòa giải, nhưng gia đình ông Thống và bà Hà không chấp hành việc thi hành án, buộc cơ quan thi hành án huyện phải tổ chức cưỡng chế để thu hồi đất và trả lại cho bà Thái Thị Hải theo đúng quy định. Tại đây, sau khi thông qua quyết định thi hành án, đoàn đã tiến hành xác định mô mốc thửa đất, cắt toàn bộ số cây trên thửa đất và tiến hành cắm mốc, bàn giao cho bà Thái Thị Hải quản lý và sử dụng thửa đất số 11, tờ bản đồ số 60 với diện tích 1.355,6 m². Mặc dù trong quá trình thực hiện, gia đình ông Thống và bà Hà có nhiều hoạt động gây rối như chửi bới, đôi co, quay video, phát tán lên mạng xã hội, nhưng đoàn vẫn tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Đây là bài học cho những ai dám coi thường pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Thanh Chương là huyện miền núi, có nhiều lâm thổ sản quý hiếm, trong đó có cây sâm thổ hào, nhưng do nhiều nguyên nhân đã bị mai một. Ủy ban Nhân dân huyện và một số xã từng có cây sâm này đã tổ chức phục tráng. Sau thời gian thực nghiệm, đến nay, cây sâm thổ hào bước đầu đã cho kết quả khả quan. Đây sẽ là tiền đề mở ra hướng đi mới cho người dân trên địa bàn. Là một trong ba hộ dân đăng ký tham gia mô hình phục tráng sâm thổ hào ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương. Sau một năm thu hoạch, gia đình ông Trần Văn Trung ở xóm 3 rất vui mừng và phấn khởi. Bởi kết quả bước đầu mà cây sâm thổ hào mang lại được nhân dân đánh giá cao. Bình quân mỗi củ nặng từ 1,7 lượng đến 2 lượng. Theo thống kê, mỗi hecta sẽ đạt từ 2,2 tấn đến 2,5 tấn. Nếu tính giá thấp nhất của thị trường, thì một hecta người dân sẽ thu được 160 triệu đồng. Trừ các khoản chi phí, người dân còn thu lãi 100 triệu đồng. Trong khi đó, giống và công đầu tư cho cây sâm thổ hào là ít hơn nhiều so với nhiều loại cây trồng khác. Ông Trần Văn Trung, xóm 3, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương nói. Hiệu quả với cây sâm thổ hào, thì giờ phút này thu hoạch, thì nói chung đối với người dân là nội dung hiệu quả đạt thành cái kết quả sản lượng cao so với những cái ngô cái sẵn những cái khác. Tất nhiên cái sâm thổ hào thì nó kỳ công nhưng nó liên tay chứ còn mình phải quan tâm thường xuyên chứ còn nói chúng nói về vất vả mà thì tất nhiên cũng bằng những cái sản phẩm khác những cái sẵn cái ngô là mình phải đổ sức lao động rất nhiều. Là địa phương được chọn làm địa điểm phục tráng cây sâm thổ hào với diện tích 1 hectare. Qua thời gian trồng và kết quả thu hoạch tại xã Thanh Hà cho thấy, đây là giống cây mang lại hiệu quả kinh tế cao và nó phù hợp với đất đai thổ nhưỡng của địa phương. Tuy nhiên, để cây sâm thổ hào phát triển bền vững, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã sẽ chỉ đạo nhân dân trồng theo quy hoạch để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Ông Đặng Hữu Biển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương cho biết. Thực hiện cái mô hình trồng sâm thổ hào trên nghị địa bàn xã Thanh Hà bước đầu trong thời gian qua thì cũng đã thấy được cái mô hình đã cũng phát triển, đặc biệt là được sự quan tâm của lãnh đạo ban huyện, sở khoa học, rồi đặc biệt là công ty hợp tác xã Hưng Hưng Phát đã quan tâm từ cái ngày làm đất đến thời gian hiện nay là đã có kết quả đạt được, nhưng cũng trong thời gian tới á là cái sâm này á, thì vậy quan điểm của địa phương á, cũng không phát triển ồ ạt mà chỉ đưa vào những cái nơi làm để có hiệu quả tăng năng suất và cũng để chuyển đổi cái mục đích sử dụng đối với những hồ đang làm
để thực hiện tốt cái đề án có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Sâm thổ hào hay còn gọi là sâm bố chính có gốc gác tại vùng đất Tổng thổ hào ngày xưa, nay là các xã Thanh Giang, Thanh Hà, Thanh Mai, Thanh Tùng. Là loại dược liệu quý, được coi là đặc sản tiến vua. Song qua thời gian, loại sâm này bị khai thác cạn kiệt và dần tuyệt chủng. Năm 2017, Hợp tác xã Tân Hưng Thịnh có địa chỉ tại huyện Hưng Nguyên đã nghiên cứu, sưu tầm và phục tráng lại giống sâm này ngay trên vùng đất xưa. Và đến năm 2020, Hợp tác xã cùng với Sở Khoa học Công nghệ, Hội Nông dân huyện Thanh Chương trồng thí điểm khảo nghiệm trên diện tích 1 hectare tại các xã Thanh Hà với 3 hộ tham gia. Sau một năm trồng thử nghiệm cho thấy, mỗi sào có thể trồng từ 1.200 cây đến 1.350 cây. Mỗi củ đạt từ 170g đến 200g. Năng suất đạt 2,2 đến 2,5 tấn. Theo giá thị trường hiện nay, 1kg từ 200 đến 350.000 đồng. Hiện tại, đầu ra của giống sâm quý này được Hợp tác xã Tân Hưng Thịnh cam kết bao tiêu toàn bộ. Ông Hoàng Bá Kiểm, Giám đốc Hợp tác xã Tân Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, nói thêm. Sau 12 tháng triển khai, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021 là tròn một năm thực hiện mô hình này. Thì bước đầu đánh giá là mô hình đã thành công ở đến 3 phương diện. Thứ nhất là về mặt kỹ thuật, thì đến nay là những hộ dân mà được tập huấn quy trình từ trồng, chăm sóc và thu hoạch thì đến hôm nay là đã nắm vững được các kỹ thuật đó. Cái thứ hai về mặt diện tích, thì qua quá trình triển khai thì các hộ dân lúc đầu gặp rất khó khăn, nhưng về sau này thì khi hiểu được về giá trị cũng như là cái mục đích chúng thay đổi cơ cấu và sự tuyên truyền của địa phương thì diện tích về cơ bản đảm bảo. Vấn đề thứ ba đó là về cái năng suất và sản lượng, thì đến hôm nay thì theo cái dự kiến của mô hình thì năng suất sản lượng đã là đạt và thậm chí là vượt cái chỉ tiêu ban đầu mong muốn được đề ra. Thì bên phía hợp tác xã sẽ tiếp tục phối hợp với hội nông dân, ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục triển khai cái mô hình này, bởi vì đấy là mô hình mặc dù là mới nhưng mà bước đầu đã đưa lại những hiệu quả kinh tế cao cho người dân trồng. Vì vậy thì mong muốn của hợp tác xã thì trong thời gian tới là được sự quan tâm của các cấp ngành ở cấp trên cũng như là sự đồng lòng vào cuộc của các hộ dân để tiến hành mô hình nó thành công tốt đẹp hơn và có sản phẩm mới ở trong năm 2022 và hướng tới là cái sản phẩm ô cốp của địa phương trong cái thời gian tới. Để đánh giá hiệu quả của mô hình, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương đã tổ chức hội thảo khoa học lắng nghe những người trực tiếp tham gia mô hình, đánh giá từ khâu gieo trồng đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và hiệu quả bước đầu. Các kết luận tại đây khẳng định cây sâm thổ hào chắc chắn sẽ mở ra hướng đi mới cho người dân trên địa bàn huyện, đó là đầu tư phát triển các nguồn dược liệu quý của dân tộc để nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.